Sau một hồi lượn lờ quanh Lego thì tìm được chỗ ở rồi anh em ạ. Hotel. Okay. Let's fly. 3 giường đó thì có 2 giường nữa, phòng 2 giường thôi. Đi. Trước có tụi mình đi rồi. Ở đây ổng dép vào. Mai đỏ rồi. 3 giường 750. Tụi mình thì 4 thằng ở phòng 3 giường này, 750. Còn 600. Ok ok. Cái này chắc người ta đang sai thêm phòng anh em ạ. Là nó có hơi bụi, còn trong phòng mình chắc là không sao đâu. Ừ, rộng rãi quá anh em ơi. 600. 600 như thế này quá ngon đúng không? Rồi. Giường này ngủ được 2-3 người luôn nè, một giường ngủ được 2-3 người luôn. Giá này thì đang là 750 nhưng mà tụi mình được giảm giá còn 600 thôi. Đây nè, phòng vệ sinh nè. Rất chi là rộng rãi luôn. Có cả máy xoa tóc. Chị là tuyệt vời. Sáu trăm ngàn, 750, khuyến mãi còn 600. Quá rộng rãi, bàn ghế đây. Có cả ghế để ngồi đọc sách cho anh nữa nè. Ghế đọc sách đây nè. Đây là lan can coi. Đấy. Bên này đèn say. Thì sáng hôm nay là tụi mình chạy từ Đà Nẵng lên tới đây và là cô nãy có đi vô trong chỗ Tiên Sơn Homestay á, nhưng mà nó cũng hơi xa so với trung tâm ấy. Tụi mình ở trong này ăn nhậu đi lại cho nó tiện. Còn ở trong Tiên Sơn Homestay nữa thì mình thấy thì các bạn anh em ví dụ đi theo gia đình nghỉ dưỡng rồi vô trong nó yên tĩnh rộng rãi thoáng mát, vô nó ăn nhậu nấu nướng là tùy kêu đầy đủ, rất là chi là hợp lý. Còn tụi mình thì ở đây đi lại nhiều nên ở trung tâm. Ok, chắc đi tắm rửa rồi tối đi kiếm chỗ nào ăn nhậu quay video cho anh em xem tí nha. Đã lên xe rồi anh em ạ. Hôm nay tụi mình bắt xe đi chứ không có chạy xe, không có lái xe đi theo được. Quán gì được thì chạy thôi chứ. Đó mình qua phố núi phải không? Nhà hàng phố núi. Quá rộng lắm. Yo ho anh em nhá. Chào anh em nhá. Hôm nay tụi mình đang ở tại Pleiku nè. Địa điểm tối nay tụi mình đi chơi là nhà hàng Hoàng Gia chứ không phải nhà hàng Tiên Sơn hồi nãy mình nói anh em. Đây. Đấy, xe chú đưa tụi mình vào. Thì hôm nay đi ăn nhậu cho nên là mình gọi xe đi chứ không có tự chạy xe. Đây. Cho anh em xem cái nhà hàng. Đây là view cổng vào. Nhà hàng Hoàng Gia. Hình ảnh quen thuộc của đất Tây Nguyên đúng không anh em? Đấy, Hoàng Gia. Rồi, ngồi đi, ngồi cho nó thoáng mát thoải mái. Chứ lên đai mà chui vô phòng thì nó lại bất cập quá. Đấy, cũng là nhà rồng anh em ạ. Mình nhà rồng. Đấy. Bà ra đoàn chưa? Hả? Chưa. Hầm rượu. Hầm rượu 1, hầm rượu 2. Hầm rượu 1. Ngồi tròi đi. Ngồi tròi ngồi cho nó. Trời ấy hả? Ừ, lên đây. Ở đây có gọi điện cho anh Tống rồi. Anh Tống rồi anh Huy. Lên đây là phải ra tròi ngồi đúng không? Tròi đi. Đấy. Đấy, phòng này nè. Đây phòng riêng. Đấy, anh em xem không gian cực kỳ rộng rãi đúng không? Đấy. Rộng rãi rồi, lên đây ra ngồi chòi ngồi cho nó mát mẻ, thoải mái. Không phải chui vô trong cái phòng mà ngồi. Cái này. Ra đây anh em xem nè, quá hợp lý luôn. Tổng anh nè. Bao nhiêu người? 10 người.
làm nha. Qua này cho anh em xem thế. Đây, hồ cá coi anh em. Rộng quá đúng không anh em? Đấy, có tầm 10 người anh. Ok. Bên đây rộng ghế hệ. Ra cũng chả báo. Đây là nhà sàn. Không gian chỗ ngồi nhà sàn. Rộng, quá rộng ghê thiệt. Bên kia cũng có nhà sàn kìa. Rộng rãi á. Đẹp. Đây. Trời, tụi mình ngồi đây anh em ạ. Menu. Đây món đặc trưng. Rừng đi. Là món rừng hay là đặc trưng. Đặc trưng rừng. Nướng ngoài, cho gà nướng Cẩm Lam đi. Gà cho hai con thì mình lấy gà đồng bào nha. Ừ, gà đồng bào. Mấy món đặc trưng này là món gì anh? Thì đồng bào mà không biết gà đồng bào. Đấy. Món gà, gà thừa, gà vườn khác, gà đồng bào khác. Có ngon hơn không? Ngon hơn chứ. Vịt trời nè. Nói chung là thịt dai hơn, chắc hơn. Mấy món đặc trưng lên đây là chi, gà nướng Cẩm Lam à? Nướng Cẩm Lam này, xong rồi heo rừng nướng mọi này, một chưng mắm nhĩ này. Một chưng hai con gà. Tức là cái mắm nhĩ về mix lại á, xong bắt đầu là phối thêm trên là rau muống bào, xong trên là mực đào đều lên ăn cái mắm nhĩ. Hello anh em nha. Hồi nãy tụi mình là vừa chuyển từ dưới cái chòi bên dưới chạy lên trên cái nhà sàn bên này cho nó hợp với không gian. Đây hôm nay lên Pleiku thì cũng gặp mấy anh em anh chị ở đây này. Đây. Mấy anh em mình đây. Giờ chắc mình cũng giới thiệu luôn sẵn nào, giới thiệu luôn nè. Em tên Trường. Em tên Trường đang làm tại Đà Nẵng. Còn đây, người tiếp theo. Mình tên Phong, em tên Phong. Anh đang đâu? 90 luôn. Em ở Cà Rồng 3. Phong gì? Phong Vinh. Có lớn gì nữa không? Hoài Phong. Tên đầy đủ là Lương Hoài Phong, khiếp chưa? Hỏi lương chứ phải hỏi lương đâu. lương. Có rê chứ. Lương có rê chứ. Còn này anh hồi nãy giới thiệu rồi đúng không? Anh tên Đạt đúng không? Đạt. Gì Đạt nha? Bởi chị ai thôi tội em quá. Đạt 1 phút à? Đạt 1 phút. À 1 phút. 1 phút. Ở đây là chủ đầu tư. À đây là chủ đầu tư. Chủ đầu tư. Rồi đang là... Em làm gì? Em thất nghiệp ở nhà. Con nuôi vợ. Quên vợ nuôi. Không, mọi vấn đề về xe là cũng tóm một vật hả chị? Chú đầu tư đấy. Sao nghe nhanh bày da không? Da bọc xương. Rồi, người tiếp theo. Đây là... Không giới thiệu đi. Đây là Hiếu. Anh Hiếu. Em sinh năm 90. Vâng. Đang công tác ở Cấp Bắc. Ủa, bữa nào thất nghiệp sinh mắt Cấp Bắc. Bên nhà cung cấp Judago. Kế tiếp là chị áo đen. Kinh nghiệm mình xin giới thiệu mình là Ly. Cũng sinh năm 90 luôn. Vâng. Giáo viên trường trung học. Giáo viên. Giang. Rồi áo đen tiếp theo. Vâng. Tiếp theo con chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Một bé gái con chị An. Sau cái kế hợp đồng với người đó, người đó kìa. Đóng ghê lắm, cái gì cái góp diễn cũng. Hợp lý. Mai mà còn đi ăn gà nữa mà. Ăn gì theo chứ. Rồi chị Ly giới thiệu đi. Chị Ly. Chị Tinh Ly đang thất nghiệp, cũng là giáo viên nhưng mà đang thất nghiệp. Ở nhà. Chắc bạn này ai cũng thất nghiệp quá. Còn anh là An. Anh An. Anh cùng... bộ đội. Vâng. Anh 84. Anh 84. Đặt cùng... tên An cái định đây mẹ định xin là công an mà không được. Người bên cạnh em. Ơi, mình tên Hùng. Mình đang làm bên điện. Vâng. Sinh năm 89. Vâng. Trước thì cũng có học ngoài Đà Nẵng á. Dạ, bây giờ Đà Nẵng nè. Anh học khóa bao nhiêu anh? Khóa 07, 12. À, em học khóa 09. Ok, rồi em. Mừng cái gặp mặt tại Pleiku nha. Dạ, cảm ơn anh em. Dạ. Pleiku.
Ôi anh em ơi, sau một thời gian chờ đợi thì cũng có mồi rồi anh em ạ. Em ở đây là món gì em? Tôm. Thế còn món gà đầu tiên của bọn anh đâu rồi nhỉ? Không kệ, giờ có màu là được rồi, anh không ý kiến gì nữa chứ. À, review. Nhìn hấp dẫn rồi. Tôm đậu hũ. À, đây là có đậu hũ nè, đậu hũ nè. Rồi tôm nè. Tôm này sốt. Ở Đà Nẵng là chưa thấy tôm có đậu hũ đúng không? Chưa chưa. Chưa làm sao? Đây đây, xúc xích nướng ngon tốn nè. Đấy, xúc xích nướng ngoài nè. Tôm núi lửa, sốt riềng anh em ạ. Ờ có mùi riềng vậy. Vô tận núi lửa này nó tôm là tôm trên cạn chứ không phải là tôm riêng biển tôm núi lửa. Tiếp theo đây đây đây, đưa anh cầm cho. Cái này là gà bản nướng tôm. Đây này, đây là gà bản nè. Nhà em thì dưới tầng 3 em mà. Bỏ đây giùm tao với. Của tao ấy, em làm mày trên đây. Đây là gà bản nướng đây em ạ. Bên nào chọn mà. Hai vợ chồng hả? Dạ, hát đúng vô bản rồi. Đấy, gà bản, đúng là gà bản rồi. Đây là muối bản. Nói chung là chỗ này thì anh em vô gọi thì gọi món tầm trước tầm tiếng rưỡi 2 tiếng. Cho chắc. Không phải. Nói chung là mấy món như thế này người ta cũng tại vì nướng á hơi lâu nên vô đây mình gọi thì cũng tầm tiếng trước tiếng rưỡi đi. Chà, cảm ơn nhé. Đó anh em, đây là ống cơm lam này. Cơm lam. Cơm lam. Cơm lam đây thì người ta chẻ sẵn cho mình bốn cạnh rồi nè. Cái mình nhìn bắp ra thôi. Còn mấy chỗ khác thì người ta gọt gọt mỏng cái vỏ ra. Cắt đồ mỏng cái vỏ tre ra mình nghe bắp. Nói chung là cơm lam Tây Nguyên khác Tây Bắc. Khác Tây Bắc. Không có cháy luôn mà suy cảm. Cái gà bác coi. Đấy. Ta đủ. To ghê ha. Ok, và đã đi. Làm cái đó. Đây. Nhưng mà từ từ nhá. Hả? Đây là gà bản nướng đây anh em ạ. Đấy giờ ngồi chờ. Anh em thử thử món gà bản nướng nãy giờ không có đụng thêm. Đây. Hai món chính của mình. Gà bản nướng. Cái hai thôi. Đúng rồi. Hồi trước hay đi làm nắng lắm. Mấy lần trước. Có khi tháng thì lần luôn á. Đây anh em này. Cái này là muối lá é đây bấm chị. Đây nghe cái chị Ly nãy nói là ăn gà nướng này là phải chấm muối lá é. Xin được chén muối lá é đây anh em ạ. Cơm lang gà nướng phải ăn muối lá é. Đây muối lá é. Mình bấm thử cộng coi thế nào. Nhưng mà nó tiết ra rồi. Nó vài bữa nó qua bên Cromba kiếm cho bọn nắng nè, bọn nắng chấm muối kiến cá trích cho thôi chứ gì đâu, muối cá trích muối lá é nữa đúng không? Ok ok, vài bữa nữa về săn mấy hàng bọn nắng hay gì cho anh em chờ nha. Thật đây là chung chung rừng mới có màu vàng đi mà mà chấm rừng Gia Lai nha. Bà lây cu. À bà lây cu. Bà lây rồi à. Cu chôm chôm rừng lên em ạ. Bà lây. Ngon á. Chua mà, cứ chua mà. Không, cứ chua ngọt ngọt ngon. Mặt kêu nhăn. Thâm như đây nó ngon không? Nên là chôm chôm rừng mày mua ở đâu? Cơm lam. Không chỉ. Đây, cơm lam đây em ạ. Rồi thử chấm trường có làm quà, mang chôm chôm rừng về. Ủa hôm qua tôi hái cái tay đồng bào kia bán 2 kg à. Mà hái ngồi em chưa bán cái gì? Mai mình đi dạy xong rồi mình đi qua chợ mình có đó mình hú nha. Vâng vâng. Mua sướng quá. Mua quà đúng không? Ok, sướng quá. Tặng luôn. Quá sướng rồi. Không, cái này nó cho chua ngọt ngọt ăn cái vị nó rất là thơm. Cái này thơm mùi thơm đặc trưng luôn á. Em để đây em làm phát cơm lam chấm lá muối é thôi. Cơm lam chấm đậu phộng nhá. Không, chấm muối é nè, đậu phộng nè. Chấm đậu phộng là giống Tây Bắc đúng không? Đậu phộng sai. Đây là muối é. Muối é này là lá muối đậu phộng. Đậu phộng nè.
Nhớ anh em, ở đây cơm no được sai rồi anh em ạ. Giờ ra gọi taxi đi qua quảng trường cho tí anh em ạ. Cho biết Pleiku về đêm như thế nào. À, xong rồi cũng đi quần quần đây đó. Nếu mà đi đâu thì tụi mình sẽ review tiếp cho anh em xem nhá. Hello anh em, sáng nay thì tụi mình chạy đi ăn sáng ở phở hồng Pleiku nè. Đây cái không gian quán nha anh em xem nè. Thì có một địa chỉ đi đó. Ở đây có hai tầng, cái màu địa chỉ thôi nha anh em. Phở hồng. Tối hôm qua cũng đi ăn phở khô, sáng hôm nay cũng đi ăn phở khô. Đặc sản phở khô Gia Lai. Còn tô nước nữa. Đây tô phở khô anh em, xíu nữa còn tô nước nữa. Đậu tương đen vô nè. Rồi. Tương đen. Đây anh em ạ, à, đây một phần của mình sẽ có một tô bơ khô và một tô nước, rau và giá đây là nước chấm anh em ạ. Đấy. Đây, mình bỏ rau vô. Đấy. Đưa nước luôn nhé. Ăn cái này nhỉ chưa? Khi mình kêu phở khô thì có thể lấy cái tô nước mình đổ vô luôn cũng được. Đúng rồi. Đó. Đó. Đấy, còn ai ăn khô thì ăn khô đây rồi xong múc nước uống. Húp. Đấy. Rồi tới lượt mình là thôi. Này, anh em xem cái tô nước đấy. Okay, thật cắm đây anh em. Thịt có chả luôn. Đây. Rau cho thêm. Ừ. Qua rồi hả? À, qua đó. Qua 40 luôn. Qua tô 40 à? Hello, sau khi ăn sáng ra bây giờ tụi mình đang quần kiếm quán cà phê lên em ơi. Ngon Avatar. Này là quán ngon Avatar hay sao đây, để qua xem thử có phải không. Này quán này ở đường Phan Đình Phùng á. Đúng rồi anh em, ngon Avatar đây. Đây, không gian quán này sao rộng vãi anh em ạ. Cà phê sữa thương hàng Avatar. Đây anh em, menu quán anh em nè. Lên đây phải uống cà phê sữa thôi. Cà phê sữa. Em ơi cho một cà phê sữa thượng hạng Avatar coi thử. Dạ. Cái này của quán mình đúng không? Dạ. Công thức quán. Hai cái. Thế rồi thử. Trà luôn cái gì? Ba. Ba đi. Menu này, một bà xíu à. Hỏi gì Hiếu? Hiếu. Cà phê sữa xin đá. Ok, một cà phê sữa gòn em. Dạ. Tổng cộng 5 ly. Cà phê sữa thượng hạng này là không gian nên này. Đá hay là nóng ăn? Dạ. Này bên ngồi. Cho tụi anh thêm chén đá bì nữa nghe. Dạ. Bên kia anh em kìa, vô trong kia thấy rộng vãi lắm. Đây rồi, cà phê lên rồi anh em ơi. Không cáo gì. Đây mà muốn cà phê sữa của quán này ngon Avatar này. Đấy. Bên đây là bạc xíu nè. Cà phê sữa Sài Gòn nè. Tức là trước kia là mua ly xanh nè. Các bạn nhà mình mà ngồi đây là cho ly đen rồi á. Không được. Đây, còn đây không gian quán bên trong anh em xem nè. Đấy. Hello anh em, tụi mình đang ở tại biển hồ Pleiku anh em ơi. Đấy. Đường vào biển hồ. Công nhận di tích lịch sử văn hóa biển hồ. Trên này thì vé vào cổng chỉ lấy vé xe thôi anh em nhé. Nãy tụi mình đi ô tô anh em, vé xe có 20.000 thôi, còn vào cổng thì anh em mình đi free. Dọc đường đi thì các hàng quán ăn anh em này. Mày có cái áo chưa? Hai bên là hai hàng đường dương. Cái chỗ này mình đi vào thì có xe điện để đưa rước anh em nha. Anh em nào thích thì đi xe điện, còn tụi mình hiện tại đang đi bộ. Phía dưới là biển hồ. Phía dưới đằng sau cái hàng rừng dương. Hàng rào đá.
đã dừng không? Đây là đoạn cuối con đường vào biển hồ này. Đây là có xe điện đưa rước cho anh em đây nha. Chắc lẽ thì đây dao động từ 10.000 đến 1 người. Phía trên là có tượng Bà Quan Âm nè. Đây. Đây. Ra cho anh em xem bản tên biển hồ Pleiku anh em ạ. Đây. Phía xa kia có bản tên biển hồ Pleiku kìa. Cam mình thì nó không có zoom cho anh em xem rõ được bản tên bên kia. Đấy, anh em xem thời tiết đây mát mẻ dễ chịu không? Trời xanh mây trắng. Đấy. Đây, người ta có thể lên viếng tượng Phật Bà Quan Âm trên kia. Này cách trung tâm đâu đó khoảng tầm 7 cây anh em. Tụi mình vô đây cũng đâu đó tầm 7 cây. Biển hồ Pleiku, thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Mặt hồ trong xanh quá ha. Đây cũng được ví như là hồ ngọc bích của giữa đất trời Tây Nguyên đấy nè. Xe điện đưa vào kìa. Đấy, đường lối lên tượng Phật Bà Quan Âm. Các trang phục sao không được vào khu vực tôn nghiêm. Đấy. Quần đùi ba lỗ. Mình cũng quần đùi ba lỗ cho nên thôi chắc không vào đâu. Ở dưới coi thăm thú thôi. Không mang đồ ăn vào khu di tích này. Đấy. Này ghế đá, tập đá nguyên khối. Đấy. Ghế đá cho anh em. Quá rộng. Cửa hàng lưu niệm. Có một có xịn anh. Mua đồng xu về làm thầy. Có này nó xịn này. Đây á. Dạ. Thích nó đồng đồng. Anh là anh thích cái màu vàng vàng nữa đúng không? Vàng vàng, hợp với màu vàng. Anh là 91 mệnh thổ hợp với màu vàng. Như cái này anh, rồi 50 còn cái này thay. Quốc đi không? Mua tặng ra đây. Anh lấy bạn em cái này rồi nó trả tiền anh. Là đồ chơi. Hello anh em, chắc về thôi anh em ạ. Vô đây cũng không có gì, vô coi hồi cho biết thôi chứ cũng không có gì. Để vui chơi. Chắc về anh em cũng đi bộ ra anh em ạ. Cho nó đói tới lát nữa mình đi kiếm gà nướng cơm lam ăn cho nó ngon anh em ạ. Ở đây này không khí nó trong lành mà, mình đi bộ ra vô cho nó thoải mái mát mẻ. Cho nó mệt. Thấy khỏe mạnh đó thấy không? Vừa cho nó vừa đói rồi nữa, giảm căng rồi nè. Nếu muốn Gia Lai ăn ngon thì hãy vào về hồ. Đúng. Đói đói xong lát nữa ra ăn gà nướng cơm lam cho nó ngon đúng không? Không lấy kem mà lấy. Không lấy kem mà lấy. Tới giờ ăn kem rồi anh em ơi. Kem gì kem đây, kem gì? Dạ chú cho con. Tới đi. Ăn gì em Di Phạm? Thôi, tiếp tay mình đi. Thế à? Đây, lấy cái này đi. Đang có người tới mua vé rồi. Hiệp hội ăn vặt đây em. 15.000 cái kem. Đấy. Mình đang ngồi ăn kem. Mình lại chọn cái chỗ đấy. Đi dốc, đi dốc ngược lên đây không? Mắm nắm làm đắng cái kem hợp lý. Hello anh em, tối nay thì tụi mình có thêm 2 thành viên nữa từ Đà Nẵng lên anh em ạ. Đấy. Giờ là bắt đầu đi kiếm quán nhậu để review cho anh em xem nha. Ok đi thôi anh em ơi. Vô anh em ơi, hiện tại tối nay tụi mình đi ăn đi nhậu quán Lạc Viên anh em ạ. Ở đây như là đặc sản dê anh em. Đây không gian đâu vào anh em nè.
không gian bên trong đây khá là rộng anh em ạ. Mấy quán mình anh em mình đi trên này đều khá là không gian rất chi là rộng luôn. Anh đi vào phòng ngồi nhậu anh em ạ. Ở ngoài này thời tiết ở đây Balago này nó khoảng 20 nên ngồi nó dễ bị ướt. Ngồi này đây. Này, này này không ướt đâu. Ngồi tạt à? Trời trời này ít luôn mà. Ra ngồi để ngồi cho nó thoáng đi. Đây nè, cái chỗ mình ngồi với cái chòi mình ngồi nè. Ở trong này người ta toàn là ngồi ở trong phòng riêng hết anh em ạ. Tụi mình ưng ngồi này cho nó thoáng. Ê, bên kia à? Ok. Nhân viên ở đây bảo thì tụi mình ví dụ ngồi này sợ mưa tạt đó anh em ạ. Mình thấy mưa nhỏ thì chắc cũng không sao đâu, ngồi đây chắc ok đấy. Thế là được rồi. Đây, ok đấy, không tạc đâu. Ok, ok, đây được đấy, không tạc đâu. Tí là có người thêm thì... Có một hai người thì có thể. Món đây là đặc trưng gì em giới thiệu đi em. Vậy đặc sản bên em là có trên Tây Nguyên ạ. Dĩ nướng Tây Nguyên. Canh dồi. Canh chiên. Phải Tây chiên. Đặc sản của mình đó là khoai tây chiên với canh chiên. Nhưng mà hôm nay chắc ăn dê thì... Dê nướng Tây Nguyên đúng không? Dạ. Cho anh một cái. Dồi nè. Tiết canh. Dồi. Tiết canh không? Tiết canh nè. Tiết canh à? Có tiết canh. À. Không ăn được tiết canh không? Ê, gọi đuôi hay ra. Gọi đuôi hay gọi từng món. Đây thì chưa kiêng cái gì hết. Gọi từng món nè. Món đường là món chai rồi. Rồi anh chưa biết kiêng nẻ thứ gì đâu. Dê nướng Tây Nguyên gì đó. Dạ rồi. Cái dồi dạ. Dồi dê á. Dạ có. Mà là đặc sản Gia Lai á. Dê nướng. Trái cái dồi nữa. Ờ hấp. Hấp lục của dê nướng. Dê nướng á. Dạ, dưa quay hiện tại bên đây không có. Chỉ có thứ 6, thứ 7, chủ nhật không? À, có miếng gì đó nướng bỏ lên tay nè. Nướng này bùi. Thì cái gì lên nướng Tây Nguyên đó. Cái hồ nướng chứ. Dưa nướng Tây Nguyên. Cái đó là dưa nướng Tây Nguyên đó. Ok ok. Có. Chắc phải hấp. À chắc phải hấp á. Lại móc mặt. Đây có hấp. Móc mặt đây, móc mặt cho biết đây. Móc mặt đi. Tí tô. Tí tô đoán nha. Dạ quá đúng không? Mình gọi bao nhiêu chị? Hay là mình gọi một dĩa luôn. Ờ, một dĩa, dĩa đi, hai dĩa. Hai dĩa. Dĩa to hai không? Dĩa đi. Hai dĩa thì canh. Dĩa to không? Dạ, một dĩa tròn bằng cái bánh chén. Thôi, thôi cho hai dĩa, dĩa đi. Em ơi, cho bia lên đi em ơi. Chứ ngầu à. Cái cây đầy đủ rồi mà mau giật. Trường này mạnh mẽ ta. Đói quá rồi. Đổ qua cho bia trước. Cái cây thì có rồi mà. Được, khó lắm. Hay luôn anh em ơi, màu lên rồi anh em ạ. Tích canh anh em. Đấy, tích canh. Để bên này nè. Bia lên luôn đi em. Đây, ngồi đây. Đây, còn đây là rau giả hiến anh em ạ. Giả hiến. Giả hiến. Ủa? Giả hiến. Giả hiến. Hiến nha mày hiến. Ủa nè. Ở đây là măng tây. Ngồi tới nhiều người lắm. Bữa đó có em một cái bé nữa. Nhưng bé kia uống nhiều anh em hay sao á? Để kia tới trước. Để kia tới trước. Em cho anh lên ly bia giùm anh với. Bia đi em. Để tụi anh nhắc lại kỷ niệm đi xin nè. Ừ, đưa thêm đi. Cái này là thịt trời nướng dưới nước Tây Nguyên rồi. Dưới nước Tây Nguyên. À, hồi nãy tưởng là nguyên cái đùi đưa lên luôn. Cho anh em một món một viên đấy. Dưới nước Tây Nguyên. Nghèo. Khi nào anh mới về? Anh á. Anh dạ yến lên em. Chắc nghe chứ. Bỏ đây luôn nè. Thôi dễ yến nha. Anh đi đây cái lấy. Thôi cứ biết, À, sao nó một dĩa nữa. Cái bia đi. Cái món nào mà một dĩa thì mình nhân đôi lên. Dạ. Có đổi món, thêm món không? Có. Cho mượn menu lên món đi. Cho anh mượn cái menu. Cảm ơn. Mình ra đi. Chia Gia Lai lên nướng mà. Chia hấp lên em. Mở. Chia hấp lá mắc mật nữa. Lá mắc mật nè. Mắc mật nè. Chia hấp lá mắc mật á. Nhưng mà được có hai ba lá. Hồi nãy chia hấp lá tí tô mà nó kêu lá mắc mật đây. Đấy. Ủa hai món gì nhau không? Ờ. Hồi nãy kêu món thêm hai. Để tự bác rồi coi anh em nha. Bên này mình xuống thôi. Đây, từ bác coi. Cái này gì đâu, hay gì đâu. Cái này nó chấm cái mắm nêm á. Mắm nêm hồi nãy bé kia nó cho một chén nè. Anh thì anh không mở hay gì hết á. Là muốn cái này thôi chứ còn rau. Mình thì mình dễ ăn cái gì mình ăn được. Bé ơi. Kiều Nguyên thêm mắm à. Rồi. Rồi. Đúng rồi, dê là chấm mắm nêm. Bị khô. Ủa, thôi.
hấp dẫn nha. Bỏ cái đũa ra. Qua đây anh. Ai đưa các bạn? Giờ gọi lại. Rồi tiếp hát lên em ơi. Đúng rồi. Còn đó không được. Rồi, còn chào tao tí. Vừa đang coi phim. Thử phát. Anh này. Gò kiếm chưa bảo quả. Nắng đấy. Này. Cho thử từ mình chấm muối. Là tiêu á. Tiêu nó lá mắc mặt ra này mà. Mình thì không có mắm nêm thành ra mình chấm từ muối. Còn tôm chứ. Và lạc chứ. Ngon, thịt ngọt quá. Nhưng hồi đâu rồi, hồi đó học ở đâu biết không biết được đó. Tham gia chọc đó. Chưa ông Nguyên có đâu được. Đấy, 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 đấy. Đang quay video. Đang quay video. Coi bà. Đó. Chỉ về mu te rồi rồi đấy. Ok, các bạn là mấy món mình gọi cũng ngày hết rồi. Thôi có lẽ video mình dừng lại ở đây ngày mai. Ngày mai quay tiếp cho anh em xem nha. Vô. Bye bye. Hãy luôn anh em ơi, sáng rồi. Bán này có bao nhiêu địa điểm bao nhiêu? Là... Địa điểm anh em đây là món bánh canh cá lóc ở Gia Lai, Blanco anh em nha. Bao nhiêu? 43 Phan Đình Giót anh em ạ. Bánh canh cá lóc. Đây, bây giờ anh em xem nhé. Cá lóc này, trứng này, bánh canh này, cả trứng này. Đấy. Hôm nay thì cho vào cái thố như thế này ăn. Ở bên kia người ta đấy, anh em xem. Bên kia bếp, bật lên bếp thôi. Xong bỏ bánh canh lên, nấu được tiếp luôn, lên luôn. Hình như hâm nóng lại. Ở đây thì có cả bún với bánh canh cá lóc này nè. Mình thử bác coi. Bỏ vào ít ớt. Cho vào ít rau. Thêm tí chanh. Và mình xịt thôi. Tao điện nó đi. Mày đợi đấy đi. Được rồi. Ngon. Được không? Ngon. Được. YouTuber nổi tiếng số 1 Việt Nam thấy ngon rồi được rồi. Hả? Bánh canh ngon anh em ạ. À. Quán ở ngay cái số 43 Phan Đình Giót anh em. Anh em lên đây thì ghé ăn. Ăn ngon á. Hello anh em, giờ đang đi uống cà phê đây. Quán The Win. Nghe nói là view cánh đồng đó anh em. Đấy. Ngon không? The Win. Đây, lên, thế này, thế này, mưa rồi. Ok, lên ra. Cà phê ra rồi anh em ơi. Cà phê răng sai trên đây gọi là cà phê ép. Cái người mà bắt đó mà. Răng sai là ép. Đây là sữa đúng không? Cái nào mà cà phê đen em ạ? À, okay. Cà phê sữa Sài Gòn anh em ạ. Còn bên kia là, bạc xíu này. Đấy, bác xỉu cà phê sữa Sài Gòn. Còn thằng này là Lip Tâm Nám. Đâu, đây là bác xỉu. Đây anh Tâm Nám. Tâm Nám, giống như cà Gia Lai á. Đúng rồi, bác xỉu của gái bạn Gia Lai luôn. Anh em nào ở Đà Nẵng muốn uống cà Gia Lai thì qua Tesla 59 Nguyễn Hồng Sắc nha. À, đâu, hợp lại, hợp lại. Đây anh em ạ, trên đường về gặp bán bơ. Đây, tụi mình dừng lại mua mỗi người 3kg. Đây bơ Blanco đây anh em. Ngoài vườn, trong ngoài vườn này. Yo anh em ơi, tại là kết thúc 2 ngày tại Blanco anh em ạ. Bây giờ tụi mình sẽ quay về lại Đà Nẵng anh em ạ. Cảm ơn anh em đã xem video mình tới đây nha. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở tập tiếp theo nha. Ok, bye bye.